xiên. Chuối các bạn ạ. Chuối tôi đã ép xong rồi nha các bạn, nhìn rất là thơm ngon luôn các bạn ạ. Đấy. Phế quá các bạn. Đấy, nhìn này. Bây giờ tôi tiến hành đi pha bột nha các bạn nha.
xong rồi, bây giờ tôi chuẩn bị đi chiên các bạn ạ. Nhìn rất là thơm các bạn ạ. Phê luôn các bạn ạ. Thử thức luôn nhỉ. Thank you.